Xin chào khán giả của FPT Play. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi theo dõi bản tin bóng đá Việt ngày 2 tháng 10. Vào lúc 18 giờ tối nay, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ chạm trán với Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng của bảng D tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Đây là trận đấu định đoạt tấm vé đi tiếp vào tứ kết của cả hai đội. Chúng ta chỉ cần tối thiểu một điểm hoặc là không thua trên 4 bàn trước đối thủ là có thể chắc chắn có tấm vé đi tiếp. Thế nhưng, đoàn quân huấn luyện viên Diego Gustozi còn mong muốn đạt được điều nhiều hơn thế. Trước trận đấu gặp đội tuyển Futsal Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần thoải mái và tự tin. Các cầu thủ của huấn luyện viên Diego Gustozi đều đạt thể trạng tốt nhất. Đội tuyển Futsal Việt Nam chỉ cần tối thiểu một điểm hoặc không thua trên 4 bàn cho đối thủ để đứng nhất hoặc nhì bảng và giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, để tránh được đối thủ rất mạnh ở tứ kết là Iran, đội tuyển Việt Nam sẽ cần giành thắng lợi trước Nhật Bản. Huấn luyện viên Diego Gustozi cho biết, nếu toàn đội chơi đúng với những phương án đề ra, Việt Nam hoàn toàn có thể giành ngôi đầu bảng. Đội tuyển Futsal Nhật Bản đang đứng thứ hai ở châu Á và là ứng viên vô địch của giải đấu. Tuy nhiên, đội bóng này từng nhận thất bại 1-2 trước Ả Rập Xê Út ở trận mở màn. Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ tối nay và được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Tại vòng 17 V-League 2022, với việc Bình Định trắng tay trên sân Thanh Hóa, còn Hải Phòng bị Hoàng Gia Lai chia điểm. Đây là cơ hội để Hà Nội FC nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi phía sau trong cuộc đua vô địch. Mặc dù gặp khó khăn về nhân sự với liên tiếp những chấn thương ở đầu trận đấu, thế nhưng Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình trên sân hàng đấy. Phút 29, Lê Xuân Tú mở tỷ số cho Hà Nội sau pha ba bật đẹp mắt với Văn Quyết. Sang đến hiệp 2, Hà Nội ghi thêm 4 bàn nữa với cú đúp của Luka Dobrek, Phạm Tuấn Hải và Tôn Shimujan. Xen giữa là bàn thắng danh dự trên chấm 11m của Tiến Linh cho Bình Dương. Với kết quả này, Hà Nội trở thành đội đầu tiên tại V-League 2022 ghi 5 bàn trong một trận đấu, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với 34 điểm. Cũng có được chiến thắng quan trọng ở vòng 17 V-League, đó là Viettel FC. Viettel và Sông Lam Nghệ An chơi ăn miếng trả miếng, phải mãi đến phút thứ 79, thế bế tắc mới được khai thông với bàn thắng của Nguyễn Đức Hoàng Minh để đưa đội bóng áo trắng lên dẫn trước. Khoảng thời gian còn lại là quá ít để đội bóng xứ Nghệ có được bàn gỡ hòa. Với 3 điểm quý giá trước Sông Lam Nghệ An, Viettel FC vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Trước đó, Hải Phòng bị Hoàng Gia Lai cầm hòa 1 đều, còn Bình Định bất ngờ thua Thanh Hóa 1-2. Lần đầu tiên ở V-League 2022, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trôi tuột xuống cuối bảng sau trận thua 0-2 trước đối thủ cùng đua trụ hạng là Sài Gòn ở vòng 17. Kết quả này khiến lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không còn đủ kiên nhẫn và có thể ngồi im được nữa. Sau khi chia tay huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, họ tiếp tục sa thải chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cùng các thành viên trong ban huấn luyện. Theo giới truyền thông, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chia tay chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sau khi huấn luyện viên Trương Việt Hoàng từ chức, đến lượt ông Hữu Thắng thôi việc ở đội bóng chủ sân Thống Nhất. Sau trận thua 0-2 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước Sài Gòn, ban lãnh đạo đội muốn ông Hữu Thắng ngồi ghế huấn luyện viên trưởng cho đến hết giải. Tuy nhiên, ông Thắng đã không đồng ý với lý do sức khỏe. Trong 4 năm ông làm chủ tịch, thành tích tốt nhất tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là về nhì tại V-League 2019 dưới thời huấn luyện viên Chung Hae-cheong. Mùa này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp cuối bảng với 13 điểm sau 16 vòng, kém vị trí an toàn của đội Sài Gòn 3 điểm. Ngày hôm qua, một sự việc vô cùng đáng tiếc đã xảy ra tại giải đấu quốc nội của bóng đá Indonesia. Sau khi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Arema và Surabaya, bạo loạn nghiêm trọng đã xảy ra. Và con số về người thiệt mạng cũng như bị thương thực sự làm chúng ta phải cảm thấy bàng hoàng. Những thông tin cập nhật sau đây cũng sẽ thay cho lời chào kết của bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thảm kịch đã xảy ra sau khi bạo lực bùng phát trong trận đấu giữa Arema và Persebaya ở giải vô địch quốc gia Indonesia trên sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang. Kết quả thua 2-3 của Arema đã khiến người hâm mộ tràn xuống sân. Hỗn loạn xảy ra sau đó khiến ít nhất 127 người thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương phải nhập viện. Nguyên nhân dẫn tới thương vong được cho là bởi các cổ động viên đã dẫm đạp lên nhau khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông. Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD cho biết đã có 42.000 cổ động viên có mặt trên sân, trong khi sức chứa của sân Kanjuruhan chỉ là 38.000 người. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định đình chỉ giải vô địch quốc gia Indonesia trong một tuần và Arema bị cấm tổ chức các trận đấu trong phần còn lại của mùa giải. Ở lượt trận cuối của bảng D, AFC Futsal Asian Cup 2022 vừa diễn ra, Ả Rập Xê Út không gặp nhiều khó khăn trước đối thủ chỉ là Hàn Quốc. Đội bóng của huấn luyện viên Andrea Plaza dù không quá lớn lướt nhưng cũng dễ dàng có được 2 bàn thắng nhờ công của Fahan và Fahas. Sang đến hiệp 2, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Hàn Quốc đẩy cao tấn công nhưng không thể ghi bàn. Còn Ả Rập Xê Út tiếp tục tỏ ra sắc bén trong những pha phản công. Fahan và Fahas mỗi người có thêm 1 bàn để ấn định thắng lợi 4-0 cho đội bóng Tây Á.
đoàn quân của huấn luyện viên Andre Plaza sẽ phải đợi kết quả từ trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào lúc 18 giờ để xác định mình có thể đi tiếp hay không. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.